Sáu người con gái của vị linh mục làm nghề bán mình. Chuyện này do cô Diệu An ở Pháp kể lại, nhân dịp phái đoàn tu tập ở Việt Nam Phật Quốc Tự. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 gần nhà cô Diệu An ở Phú Nhuận, Sài Gòn, có một gia đình sống kín đáo nhưng họ rất phong lưu. Gia đình có sáu người con gái đều đẹp và học giỏi. Sáu cô học một ngôi trường mà trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 chỉ có những người giàu có mới đủ điều kiện gửi con mình vào học, vì học phí rất cao, học phí đối với một học sinh còn cao hơn một viên chức hạng trung bình. Có thể nói gia đình họ phải có một gia tài lớn lắm. Vào thời đó trai gái được đi học trường Tây nằm ngay trung tâm Sài Gòn có thể xem là người giàu có và có đạo đức. Những trường này nổi tiếng về cách đào tạo giáo dục khá kỹ lưỡng và chu đáo được chính phủ Pháp tài trợ từ lớp 1 đến 12. Sau khi học sinh học xong trường này ra tìm việc rất dễ dàng vì các công ty luôn săn đón và mức lương cũng khá cao. Còn học sinh nào học xong muốn tiếp tục con đường học tập thì đi ra nước ngoài học cao hơn. Phần lớn những người du học đều thành công tốt đẹp, chứ ít có ai học xong các trường này ra mà thất nghiệp cả. Học xong trường này bằng cấp rất có giá trị ở các nước Tây Phương cũng như tương đương với bằng cấp của nước Pháp mà không cần phải thi lại. Trở lại câu chuyện sáu người con gái gần nhà cô Diệu An. Khi cha các cô bị phát hiện là linh mục của nhà thờ ở Biên Hòa, Đồng Nai. Sự việc đó có một thời gian gây chấn động ầm ĩ ở Sài Gòn và vùng Biên Hòa, các con chiên trong đạo đã quyết liệt tố cáo và đòi trục xuất vị linh mục đó. Thế rồi nhờ sự khéo léo của giáo hội và tòa thánh, lần lần câu chuyện ấy cũng trôi vào lãng quên, sáu cô con gái chỉ sống với mẹ mà không thấy mặt cha, từ đó mọi người càng chú ý đến sáu cô hơn. Mỗi ngày, mỗi cô càng lớn thì càng xinh đẹp hơn, cho nên thu hút rất nhiều chàng trai. Nhưng rồi mọi người trong xóm đều bàng hoàng kinh ngạc khi biết sáu cô này đều làm nghề bán mình hay người dân quê thường gọi là làm đĩ mà xã hội Việt Nam bao đời rất khinh khi. Câu chuyện thương tâm này mỗi ngày mỗi lần rộng và mọi người cứ bâng khuâng tự hỏi, với trình độ, trí thức như vậy thì nguyên nhân nào thúc đẩy sáu cô gái đi vào con đường mà chẳng ai muốn vào? Có phải đây là định luật nhân quả cha mẹ làm các con phải gánh chịu? Câu chuyện oán thù vai trả. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni trụ tại thành Vương Xá, một hôm có một người lái buôn tên gọi là Phất Ca Sa muốn đi mua hàng quá, nên sáng sớm đi đến thành La Việt. Nhưng vừa tới cổng thành thì đã bị một con trâu hút chết. Chủ con trâu thấy thế, sợ nếu giữ con trâu hung ác này lại thì về sau thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện không lành, nên đem con trâu đi bán với một giá rẻ mạt. Người chủ mới mua trâu xong bèn dắt trâu về nhà. Đi được nửa đường thì gặp một con sông, ông muốn cho trâu uống nước. Không ngờ bản tính hung bạo dữ dằn của nó thình lình trỗi dậy. Nó dùng sừng hút người này chết tươi. Người nhà của nạn nhân thấy thế nổi giận, đem con trâu đi giết, rồi đem thịt ra chợ bán. Có một người nông phu tham giá rẻ, mua đầu trâu về, lấy dây cột sừng trâu lại rồi xách về nhà. Ấn Độ là một nước nhiệt đới, vô cùng nóng bức. Người nông phu đi được một đoạn đường thì vừa nóng vừa khát, bèn treo đầu con trâu lên một cành cây, rồi ngồi dưới gốc cây này nghỉ ngơi. Quái lạ thay, sợi dây cột đầu con trâu mắc lên cành cây, bỗng dưng vô cớ đứt đoạn, khiến đầu con trâu rơi xuống, trúng ngay đầu người nông phu. Ông này bị trọng thương mà chết ngay tại chỗ. Chỉ trong vòng một ngày mà con trâu đã giết chết hết ba người. Vua Tần Bà Sa La nghe tin này rất lấy làm lạ, biết rằng bên trong phải có nguyên do gì đây. Ông bèn dẫn một số đại thần đem hoa quả hương đèn tới núi Linh Thú lễ Phật, rồi thỉnh ngài thuyết giảng cho nghe. Đức Phật kể cho vua Tần Bà Sa La nghe rằng, hồi xưa, có ba người lái buôn đi qua nước láng giềng làm ăn mua bán. Họ muốn để dành tiền, nên chiều hôm ấy, thay vì đi tìm khách sạn, thì lại ghé đến nhà một bà lão xin mướn một căn phòng. Hai bên thỏa thuận giá cả xong,
họ ở nhà bà lão ngủ qua đêm ấy. Sáng hôm sau, bà lão có việc phải đi ra ngoài, ba người thừa cơ hội bà vắng mặt, liền lẻn trốn đi mất. Về đến nhà thấy thế, bà lão tức giận vô cùng, đuổi theo họ đòi tiền. Ba người phải gánh vác hành lý nặng nề nên đi chưa được xa đã bị bà lão bắt kịp. Họ thấy bà lão già cả dễ ức hiếp nên nặng lời nhục mạ, chửi mắng bà. Bà lão không làm gì được họ, phẫn uất mà nói: "Mấy người chỉ là một phường vô lại, thấy tôi già cả nên ức hiếp nhục mạ tôi. Nhưng hành động này của mấy người thế nào cũng có ngày trả báo. Kiếp này tôi không làm gì mấy người được, nhưng kiếp sau, dầu tôi có sinh ra làm người hay dầu có mất thân người đi nữa, tôi cũng quyết sẽ báo thù. Tôi sẽ giết hết cả ba người, có thế mới hả được niềm căm hận này." Đức Phật thuyết câu chuyện nhân duyên quả báo ấy xong, Ngài nói tiếp: "Con trâu hung ác chỉ nội trong một ngày mà giết hại đến ba mạng người, chính là bà lão tái sinh. Ba người lái buôn đã khinh miệt bà lão trong kiếp xưa, kiếp này đã lần lượt bị trâu hút chết trong vòng một ngày. Tội phúc như một chiếc bóng đi theo mỗi người, mình khinh miệt người khác mà làm việc trái với lương tâm, thì cũng chỉ có mình tự chịu lấy quả báo đau khổ về sau mà thôi." Câu chuyện người bán ghè nước. Hai người cùng buôn ghè nước ở thành Xá Vệ, một người tên Nhân và một người tên Kiệt. Nhân tánh tình cởi mở, hòa ái và chân thật nên được lòng khách hàng, việc buôn bán của anh cũng mau lẹ và phát đạt. Kiệt tánh tình keo kiết, nóng nảy, thô lỗ và gian xảo, dễ mất lòng khách hàng, việc buôn bán của anh thường gặp nhiều trở ngại. Một hôm, hai người cùng vào thành phố bán ghè nước. Từ khu họ ở đến thành phố phải vượt qua một con sông. Họ thường rời nhà vào lúc 7 giờ sáng và đến 18 giờ chiều mới trở về. Họ cùng thỏa thuận với nhau, khi đến thành phố, mỗi người đi một đường. Họ cũng thỏa thuận với nhau, nếu ai đi vào một con đường rồi mà bỏ đi, thì người kia có quyền đi vào con đường ấy. Kiệt vừa đi vừa rao: "Ghè nước đây, ai mua ghè nước không?" Có một gia đình triệu phú làm nghề đánh cá, bao nhiêu tài sản đầu tư cho con tàu, không may đi ra biển bị bão đắm tàu. Toàn bộ người chết hết và tài sản cũng tiêu tan. Còn lại hai bà cháu ở nhà nên sống sót. Gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, bà và đứa cháu gái phải đi làm mướn để kiếm sống qua ngày. Trong nhà có một cái bát mẻ bằng vàng mà người triệu phú dùng để ăn cơm. Do ông chết bất ngờ nên hai bà cháu không biết cái bát mẻ đó là bằng vàng, vì toàn bộ chén bát trong nhà đều màu vàng, hiện nó nằm lẫn lộn trong đống bát. Bé gái thấy người bán ghè nước đi qua nhà, liền nói với bà nội: "Nội ơi, nội cho con món gì để đổi lấy ghè nước?" Bà nội thở dài: "Nhà ta hiện giờ xác xơ, còn cái gì để bán nữa đâu cháu." Thấy cái bát mẻ nằm trong đống bát, đứa cháu liền nói: "Nội cho con cái bát mẻ này để đổi lấy ghè nước nha." "Ừ được, con gọi cậu ta vào đi." Đứa cháu gái chạy ra cửa gọi anh bán ghè vào: "Thưa chú, cháu có cái bát mẻ này, xin chú đổi cho cháu một ghè nước." Cầm cái bát mẻ, anh Kiệt nhìn kỹ và phát hiện ra đó là bát bằng vàng thật. Do lòng tham không đáy, muốn chiếm không của người, anh nói: "Ôi, cái bát mẻ này không đáng nửa xu nữa, có bỏ vào thùng rác cũng chẳng ai thèm lượm." Anh bán ghè giả vờ quẳng cái bát xuống đất rồi bỏ đi. Anh nghĩ là bà cụ và cô bé không biết đó là bát vàng và sẽ bỏ vào thùng rác. Anh dự định đi một lát rồi quay trở lại để lượm và sẽ trở thành nhà triệu phú. Anh vừa đi khỏi con đường đó thì Nhân đi vào. Anh rao: "Ai mua ghè nước không?" Đứa bé gái nghe có người khác rao liền chạy ra gọi. Nhân vào nhà, khi nhìn cái bát, Nhân nhận ra ngay là đồ quý. "Thưa cụ, cái bát này bằng vàng trị giá 1 triệu đồng."
Bà cụ mừng quá. Vậy mà hồi nãy anh kia nói không đáng giá nửa xu. Thưa cụ, hiện con không đủ tiền. Con xin tạm ứng cho cụ 500.000 đồng và một số hàng hóa ghè nước. Ngày mai con sẽ trở lại đưa nốt số tiền cho cụ. Nhìn anh Nhân gương mặt phúc hậu, hiền lành, thật thà, bà cụ đồng ý ngay. Nhân đưa tiền cho bà và nhận bát vàng, rồi trở ra bờ sông để về nhà. Kiệt trở lại nhà bà cụ và cô bé, hy vọng tìm thấy cái bát vàng trong thùng rác trước cửa nhà. Nhưng tìm mãi mà không thấy, anh liền vào nhà nói: "Đem cái bát mẻ ra đây, ta đổi cho một ghè nước." Bà cụ chỉ tay vào mặt anh rồi nói: "Tên dối trá kia, cái bát mẻ không đáng nửa xu, mi còn đến đây làm gì? Bà đã bán cho người bạn của mi rồi." Bị mất một món hàng béo bở, anh ta tức giận la lên: "Đồ thằng ăn cướp, dám phỏng tay trên của tao, đồ ăn cướp, hãy trả lại cho tao." Anh tức giận la lối, phóng ra khỏi nhà như kẻ điên, vừa chạy vừa la: "Trả lại tao, đồ ăn cướp." Anh chạy ra tận bờ sông, thấy chiếc thuyền của Nhân đã đi gần tới bờ bên kia. Anh gào hét chửi bới, vì quá tức giận nên anh hộc máu tươi, ngã lăn xuống đất mà chết. Câu chuyện một ly sữa. Một cậu bé nghèo làm nghề bán hàng rong để kiếm tiền học. Một ngày nọ, nhận thấy mình chỉ còn mỗi một hào mà bụng đang đói, cậu định bụng sang nhà kế bên xin một bữa ăn. Một phụ nữ trẻ đẹp ra mở cửa, bối rối trước cuộc gặp gỡ không chờ đợi này, nên thay vì xin ăn, cậu lại xin uống. Người phụ nữ đoán là cậu đang đói, bèn mang cho cậu một ly sữa lớn. Cậu chậm chậm nhấp từng ngụm sữa rồi hỏi: "Cháu phải trả cô bao nhiêu tiền ạ?" Người phụ nữ trả lời: "Cháu không nợ cô cái gì cả. Mẹ cô đã dạy không bao giờ nhận tiền trả cho lòng tốt." Cậu bé cảm kích đáp: "Cháu sẽ biết ơn cô từ sâu thẳm trái tim cháu." Khi ra đi, cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn và niềm tin của cậu vào con người như cũng mãnh liệt hơn. Trước đó, cậu gần như muốn đầu hàng số phận. Nhiều năm sau, người phụ nữ ốm nặng, các bác sĩ địa phương đều bó tay, họ chuyển bà đến thành phố lớn để các chuyên gia nghiên cứu căn bệnh lạ lùng này. Tiến sĩ Kenley được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh của người phụ nữ nọ. Ông nhận ra ngay ân nhân của mình năm xưa. Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định sẽ dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này. Và cuối cùng, nỗ lực của ông đã được đền đáp. Tiến sĩ Kenley đề nghị phòng y chuyển cho ông hóa đơn viện phí của ân nhân xem lại. Ông viết vài chữ bên lề của tờ biên lai và chuyển nó đến người phụ nữ. Bà nhìn tờ hóa đơn, biết rằng mình sẽ phải thanh toán nó cho đến hết đời mới xong. Bỗng nhiên, có cái gì đó bên lề khiến bà chú ý và đọc được những dòng chữ này: "Trị giá hóa đơn bằng một ly sữa. Ký tên Tiến sĩ Kenley." Câu chuyện phước báo hiện tiền. Thuở xưa, có một cặp vợ chồng rất nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, sống rất khổ sở, thường bị đói lạnh bức bách mà không làm gì khác hơn để thay đổi tình thế được. Tuy họ đi khắp nơi tìm việc khó nhọc để làm, nhưng việc làm quá khó kiếm. Nhìn thấy thiên hạ giàu có dư giả, còn mình thì cùng khốn như thế, hai vợ chồng không ngừng cùng nhau than vắn thở dài. Trở về căn nhà rách nát của mình, người chồng tên Kệ Di La ngồi trước mặt vợ nói rằng: "Đức Phật có nói, người ta nghèo khổ là vì kiếp trước bủn xỉn tham lam. Tuy giàu có, gia tài vạn ức, mà nếu không tu phúc, không bố thí, thì kiếp sau chắc chắn không thể sống sung túc được." Kệ Di La ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: "Than ôi, chúng ta kiếp trước không tu phúc, không biết gieo trồng phúc điền, nên kiếp này cùng khốn như vậy."
Vợ ông nghe thế, vọt miệng nói mà không suy nghĩ. Thế thì bây giờ mình tu phúc đi, đời này mình không giàu có thì hy vọng đời sau sẽ khá hơn. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như bà, nhưng hiện tại ba bữa ăn một ngày mình còn kiếm không ra, lấy tiền đâu mà bố thí cúng dường đây? Nói tới tiền thường làm cho người ta nhức đầu, không biết phải làm cách nào để đào cho ra. Nhưng đàn bà thường nhanh trí, nên người vợ nghĩ ra ngay một giải pháp, nói với chồng rằng: "Đừng lo, ông hãy đem tôi đi bán, làm đầy tớ cho người ta, lấy số tiền đó làm phúc, có khó gì đâu." Bà thấy giải pháp của mình rất hay. Nhưng Kệ Di La lắc đầu thở dài: "Không, không thể làm như thế được. Tôi đem bà đi bán cho người ta rồi, làm sao tôi sống nổi đây?" Vì cặp vợ chồng tuy nghèo khổ, nhưng tình cảm của họ với nhau rất mặn nồng. Người vợ lại nói: "Nếu ông không bỏ tôi ra được, thì cả hai chúng ta đều đem thân đi bán để lấy tiền làm Phật sự, thì việc thiện đó lại càng có giá trị chứ sao?" Hai vợ chồng bàn tính và quyết định rồi, bèn đến nhà một phú ông kể rõ ngọn nguồn. Phú ông ưng thuận mua họ, hai bên thỏa thuận giá cả, kỳ hạn cho họ 7 ngày để lập hội trai tăng cúng dường. Sau 7 ngày, hai vợ chồng sẽ trở lại nhà phú ông làm đầy tớ trả nợ. Cầm số tiền trong tay, hai vợ chồng Kệ Di La mừng rỡ vô cùng, chạy mau đến chùa lập hội trai tăng cúng dường. Hai người quên hết tất cả mọi khổ sở, hết lòng hết dạ phụng sự đại chúng. Họ cảm thấy rằng đó là những ngày quý giá nhất đời họ, và cũng là những gì cuối cùng thuộc về họ. Trong suốt 7 ngày ấy, họ muốn thay đổi vận mệnh của mình và tu nhân phước đức cho đời vị lai. 6 ngày trôi qua, đến ngày cuối cùng, bỗng nhiên nhà vua cũng đến chùa mở hội trai tăng. Theo tục lệ thì khi vua đến, bất kỳ người nào cũng phải nhường chỗ cho vua cúng dường trước. Nhưng Kệ Di La nhất định không chịu nhường. Nhà vua không bằng lòng, cho triệu Kệ Di La đến. Trước mặt nhà vua, Kệ Di La thật tình tâu rằng: "Tâu bệ hạ, xin bệ hạ tha lỗi hạ thần vô lễ. Chỉ vì hôm nay là ngày cuối cùng thuộc về hạ thần, ngày mai hạ thần thuộc về người khác mất rồi, cho nên hạ thần không thể nhường cho bệ hạ ngày cuối cùng của hạ thần để làm việc trai tăng." Nhà vua nghe thế, bèn hỏi Kệ nhân duyên gì lại đến đây làm lễ trai tăng cúng dường, và nhất là tại sao bắt đầu từ ngày hôm sau lại thuộc về người khác. Kệ Di La kể hết mọi sự việc cho vua nghe. Vua cảm thấy tội nghiệp họ và khen ngợi tinh thần không tiếc tiền, không tiếc thân, không tiếc mạng sống của họ. Vì vậy, vua ban cho họ rất nhiều quần áo, của cải quý giá, và còn cấp cho rất nhiều đất để họ lấy đó kiếm sống. Nhân quả không bao giờ lừa dối ai. Người nào chân thành phát tâm bố thí cúng dường, tự nhiên sẽ gặp cơ hội phát tài không thể nào ngờ được. Chuyện Dũng Mãnh. Xưa kia, có một vị thiền sư tên là Diệu Pháp ở chùa Dư Sơn. Tuổi đã ngoài 70, một hôm, thiền sư đang ngồi niệm Phật trên bàn thạch, bỗng thấy một người nhảy xuống suối tắm, cách thầy độ 10 thước. Thầy trừng mắt nhìn một hồi lâu, rồi than rằng: "Bản tính chúng sinh chẳng phải là dữ, chỉ vì mê mà đến nỗi gây nên tội ác như kia. Đời này mắc lưới pháp luật, đời sau phải đọa làm tam đồ, biết mấy kiếp mới ra cho khỏi." Người đi tắm kia độ 30 tuổi, mi to mày rậm, vai rộng lưng dài, nghe tiếng được tiếng mất, vội vàng lên bờ mặc áo, rồi đến hỏi: "Tôi tắm can chi đến thầy, mà thầy lại rủ tôi chi chi, những là tam đồ, là độc ác?" Thầy Diệu Pháp đáp: "Nam mô A Di Đà Phật, tôi là người tu hành, lẽ đâu sòng rủ ai, anh đừng ngờ vực mà mang lấy tội. Vì tôi thấy anh tai nạn sắp đến nơi, sẽ bị gông cùm khổ sở, nên tôi thương xót, thở than một đôi lời, chứ không có ý gì ác cả." Thầy già lẫn quán mắt: "Thầy sao biết được tai nạn của tôi mà nói càng như vậy?"
Anh thật là nóng nảy quá, tôi tu hành đã lâu năm, lẽ đâu phạm giới vọng ngữ. Khi vừa thấy anh, tôi đã biết nghề anh làm không phải là nghề lương thiện. Có nhân duyên thì có quả báo, anh còn mê nên không biết đó thôi. Ước chừng trong một tháng nữa, dù anh cao bay xa chạy thế nào cũng mắc lưới pháp luật. Anh ta giật mình, chắp tay lại thầy và nói: Thầy thực là một vị đại sư đoán không sai một mãi may, con tự biết tội lỗi đã nhiều, xin thầy liệu có phương pháp gì cứu con khỏi tai khỏi nạn? Cứu khổ, cứu nạn là bản nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng từ nay về sau, anh phải biết sửa đổi tâm tánh, thường niệm tên Ngài thì thế nào cũng thoát khỏi tai ách. Bạch thầy, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vì sao mà được phép màu như vậy? Các vị Phật, Bồ Tát cũng một tâm như mình cả. Vì có công tu tập nên tâm ấy được hoàn toàn tấn hóa, rũ sạch các mê lầm và chứng được công đức vô lượng vô biên. Người đời cũng một tâm như vậy, nhưng vì không chịu tu tập nên bị màn vô minh bao phủ, dễ mắc vào lưới tham sân si, phải luân hồi mãi mãi. Cổ nhân có câu: Nhất thất nhân thân, vạn kiếp nan phục, nghĩa là một phen mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Như thế, được sinh làm người, nghe được Phật Pháp mà không biết tu hành cho giải thoát thì uổng biết chừng nào. Lỡ làm điều tội lỗi rồi phải sa đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh thì muôn kiếp thoát ra không nổi. Anh nên nghe lời tôi, về nhà tự tu tự tỉnh. Đừng để đến khi lửa cháy đến mi thì dù có lo cũng không còn kịp nữa. Nghe thầy nói xong, anh liền ra về, ra tuồng hối hận. Vài bữa sau, khi thầy đưa ngồi tọa thiền niệm Phật, thấy một người đến trước mặt quỳ lại ba lại và xin quy y làm đệ tử. Thầy hỏi: Anh có phải là người tắm bữa trước không? Anh quê quán ở đâu? Suy nghiệm thế nào mà nay đến đây xin xuất gia đầu Phật? Nam mô A Di Đà Phật, tên con là Dũng Mãnh, ở làng này, con nhà lương thiện, khi còn nhỏ cũng có theo học chút ít về nho giáo, nhưng chẳng may cha mẹ mất sớm, không ai dạy bảo, rong chơi trong xóm, đánh cờ đánh bạc, bài mưu định kế, gian xảo đủ điều, mà gia tư càng ngày càng sa sút. Khi ấy, các bạn lại rủ rê thêm một nghề ăn trộm nữa. Lòng tham sẵn, biết đâu là phải trái, miễn được đồng tiền. Ban đầu con còn e ngại rụt rè, đến sau tập giữ thành tánh, chỉ biết rình ngõ dò đường cho thành thuộc, nghĩ mưu mẹo cho khôn ngoan, cốt lấy được nhiều tiền là sung sướng, chứ không biết gì nữa hết. Con ma tham dục đã dắt lối đưa đường, dù mưa to gió lớn cũng ngồi chỗ xó vườn không biết chi lạnh lẽo. Một mực trèo tường đào gạch, cậy đố khoét vách, vào những nơi hổ quyệt mà cũng không biết gì là nguy hiểm. Dẫu được của như nước mà cũng không giàu có hơn ai. Ngày tháng qua đi, từ khi gặp thầy, về nhà ngồi nghĩ lại những hành động ấy mà rùng mình rợn óc. Ôi, vì con mà bao nhiêu người tan cửa nát nhà, vì con mà bao nhiêu người phải đau lòng xót ruột. Càng suy nghĩ càng thương, thương đến nỗi ước chừng các của lấy được, giá có còn cũng đem trả lại hết. Ngờ đâu, ngẩn ngơ đôi ba ngày mà xem trong lưng gạo không tiền hết. Con ma ích kỷ thúc giục bên tai con, cái đói đã tới cời bên tai. Thôi, xếp đạo đức lại mà đi kiếm gạo. Bấy lâu con rình nhà bà quản oai, một nhà giàu có, đường xá thông lào cả rồi. Hôm nay lại mưa to gió lớn, trời tối như mực, cũng nên qua nhà ấy mà kiếm món tiền để tiêu. Thói cũ lại tuôn ra như nước. Con bất giác vai mang đồ nghề bước ra, đi thẳng đến nhà bà quản oai. Bấy giờ chỉ có một mẹ một con ở nhà, nên con lách dậu, thuốc chó, rồi chắc có lẽ đêm ấy cũng được món tiền kha khá. Con lần bước đến gần, nhìn vào cửa thấy một người con gái tuổi trẻ đưa ngồi tựa án, trong ngọn đèn khuya, đầu tóc rối bù, ra dáng âu sầu khổ não. Con đứng nép bên trái nhà chờ cho cô ta đi ngủ.
ngờ đâu từ canh 1 đến canh 4 mà thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng đi ra đi vào. Tâm sự con đêm hôm ấy bối rối tợ tơ vò. Khi nhớ đến thầy dạy thì muốn quay trở về, mà cứ hễ cất bước đi thì con ma tham dục kéo níu trở lại, không sao về được. Đêm khuya thanh vắng, nghe trong mình mỏi mệt dường nào thì lòng tham lại thôi thúc lên chừng nấy. Khi sắp đến canh 4, trong lòng con chỉ còn là một thằng ăn trộm hung dữ mà thôi, không còn nhớ lời thầy dạy bảo gì cả. Rồi lại nhìn lối cửa sau một lần nữa, cũng vẫn thấy cô ta còn thức. Khi bấy giờ tức giận nổi lên, còn rút dao phá cửa, quyết vào giết đi cho đáng kiếp. Đến bây giờ con nghĩ lại thật là vô lý quá, nhưng khi đó lòng tham đã nổi lên, còn biết chi là phải trái. Của người ta để trong rương mà nghĩ như của mình, thì người thức không cho mình lấy, tức là người giữ, phản đối với mình. Vì vậy mà mình giận, mình của con ma tham dục nghĩ mà ghê mà sợ. Một người đã được nghe lời phải, lại biết hối hận như con, mà còn tối tâm mù mịt, làm càng làm dở, huống chi ai ai. Thật đáng thương cho những người còn mắc trong vòng tham dục. Con vừa phá cửa vào, thì người con gái ấy đứng dậy một cách tỉnh táo, bảo con rằng: "Chú ơi, chú cứu mẹ tôi với, mẹ tôi đau mệt, thầy thuốc chạy cả, chỉ còn một chút hơi thở thoi thóp mà thôi. Anh tôi đi xa, kinh không về kịp, không biết làm sao bây giờ. Chú có phương chi cứu mẹ tôi, thì dù bổ đầu lấy não, mổ bụng lấy gan của tôi cũng đành lòng chết thay cho mẹ tôi. Xin chú làm ơn cứu mẹ tôi với." Lúc ấy, kỳ thực cô ấy chỉ biết có mẹ đau mệt, gặp ai thì xin cứu mạng, chứ không còn biết chi nữa cả. Con thấy lòng cô ấy chí hiếu như vậy, cũng cảm động rơi nước mắt. Sực nhớ lại thầy dạy, con liền khuyên cô ta đặt bàn thờ giữa sân, mà niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu ngài linh ứng cứu cho bà mẹ sống lại. Cô ta nghe lời mừng rỡ khôn xiết, đặt hương án ngoài sân, khấn quỳ niệm Phật, lại nhờ con ngồi bên trong giúp bà mẹ cô ta. Con nghĩ cũng ngán thiệt, ai ngờ trong đời lại có người lạ như thế, ăn trộm đã phá cửa vào nhà, không kêu la người cứu thì thôi, lại trao cả nhà cửa tài sản cho người ăn trộm nữa. Cô ấy quỳ niệm Phật ngoài sân, đêm hôm tối tăm lại thêm gió trời lạnh lẽo mà không hề lay động, thật là chí thành chí kính. Khi ấy, nếu con muốn lấy của, dù vơ nhặt cả tài sản cũng không ai biết. Nhưng con thấy người con gái hiếu hạnh như vậy, nghĩ đến phận mình làm trai càng thêm tủi hổ. Lòng tham của con đã tiêu tan hết. Con chỉ còn nghĩ thân người cũng như thân mình, lo trông nhìn bà mẹ cô ta, chứ không còn nghĩ đến tiền bạc nữa. Con lại sực nhớ tới thầy là một vị cao tăng đại đức, mới thấy con mà thầy đã biết đầu đuôi gốc ngọn. Chắc ai cầu khẩn chuyện chi, thầy cũng hiểu rõ. Nên con cả đêm cầu thầy cứu mạng cho bà quản oai, kẻo tội nghiệp quá. Quả nhiên, đến khi gần sáng, có một vị đạo nhân trong chùa ra đưa cho cô con gái quỳ ngoài sân một chén thuốc. Thuốc có linh nghiệm hết sức, vừa đổ vào miệng là bà quản oai đã hắt hơi thở một tiếng mạnh, chân tay nóng lên rồi mở mắt ra một cách tỉnh táo. Bà bảo người con gái: "Con ơi, ngờ đâu mẹ còn sống được trông thấy mặt con." Bà lại chỉ con mà hỏi: "Có phải nhờ chú này mà mẹ sống lại chăng?" Cô con gái thưa: "Dạ phải." Bà bảo con gái lại tạ ơn con rồi nói: "Mẹ trông chú này cũng thiếu túng lắm, con hãy vào trong nhà lấy một món tiền khá lớn đưa cho chú về tiêu dùng. Người sống hơn đống vàng, con đừng suy ít tính nhiều mà mang lấy tội. Chú túng cũng như mình túng. Con lấy mau đi, mang ra đây để chú còn về nghỉ ngơi, kẻo chú thức khuya mỏi mệt." Con liền đáp: "Chút công nhỏ mọn đâu dám kể ơn. Bà sống lại đây là nhờ lòng hiếu hạnh của cô em chí thành cầu nguyện, cảm động đến chư Phật. Tôi không giấu chi bà, tôi chính là một thằng ăn trộm. Khi tôi phá cửa vào nhà, thấy cô em chí hiếu, cảm phục bội phần, nên không nỡ hạ thủ.
Một đêm tôi đã giác ngộ được rồi. Muôn sự lỗi lầm từ trước, tôi xin sám hối. Từ nay nhất định cắt tóc đi tu. Của cải thế gian tôi không cần dùng làm chi nữa đâu, mà bà phải đền ơn đáp nghĩa. Thưa thầy, sau khi từ giã hai mẹ con bà Quảng Oai, con đi một mạch đến đây để bạch thầy xin xuất gia đầu Phật. Con xét lại ăn năn hết sức, người ta cũng một tâm mà sao lại hiếu hạnh khiêm cung, mình cũng một tâm mà sao lại gian tham độc ác. Nói rộng ra, Phật cũng một tâm mà sao lại từ bi hỷ xả, nhu hòa, nhẫn nhục, công đức vô lượng vô biên. Con cũng một tâm mà sao lại tham sân si hiểm độc, ích kỷ hại người, tội ác vô cùng tận. Như vậy nghĩ mà ghê mà gớm cho tâm mình, muốn bỏ cái tâm ấy đi, rồi tu theo cái tâm tốt lành như của chư Phật. Thưa thầy, con đã trình bày đầu đuôi gốc ngọn, muôn sự về trước đều sám hối cả. Xin thầy tin lòng mà thu nhận làm đồ đệ. Con nguyện một lòng xin theo lời thầy dạy bảo, dù có chết cũng không chối từ. Đại sư im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng bảo: Tập quán anh đã nhiều kiếp nhiều đời, phép tắc giới luật nhà Phật, e về sau anh chịu không nổi. Nhưng anh đã nguyện thì hễ tôi dạy bảo chi, anh cũng phải nghe lời. Tinh tấn tu học, dù thác cũng không nan từ. Sau đó, thầy liền làm lễ thế pháp, truyền giới, giảng lý duy tâm và dạy dũng mãnh ngồi kiết già niệm Phật theo phép nhất hạnh tam muội. Dũng mãnh nhờ túc căn đã sẵn, giảng đâu hiệu đó, vừa thọ pháp xong liền tạ ơn thầy và thưa: Con nhiều kiếp nhiều đời say mê trong bể khổ, nay nhờ thầy chỉ bảo đã biết đường tu tập. Nhưng con trộm nghĩ, con còn phải mang lốt dũng mãnh này thì dù có cao đàm diệu luận đến đâu cũng khó lòng phát khởi tính tâm cho thế gian được. Vậy con xin phép thầy tọa thiền niệm Phật dưới gốc cây này, chờ đến khi nghiệp chướng tiêu diệt, thực tướng hiện tiền, bỏ thân này mà vãng sinh tịnh độ. Về sau mai ra mừng Phật thọ ký, con cũng nguyện phân thân trở lại xứ này để cùng thầy hoằng tuyên Phật pháp. Đại sư nhủ: Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây phương. Con hãy cố gắng trì niệm, tinh tấn niệm Phật thì lo gì không chứng được quả vãng sinh cực lạc. Từ đấy, mỗi ngày đại sư thường thăm hỏi khuyên nhủ dũng mãnh và chỉ đường tu tập. Trong 7 ngày đêm, dũng mãnh ngồi kiết già nhập định, đến ngày chót phá màn vô minh, thấy được chân như bản tánh, dũng mãnh xét mình sắp xả báo thân, nên đến đảnh lễ tôn sư, giả từ đạo hữu. Trưa hôm sau, cả tăng ni, đạo hữu trong chùa đều đến hộ niệm, bổn đạo xa gần nghe tin, đến xem đông vô kể. Thầy dũng mãnh ngồi kiết già, hai tay chắp rồi niệm bài kệ rằng: Biến quang pháp giới, bản vô nhất Phật, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Đọc bài kệ rồi, trời đã đúng ngọ, thầy dũng mãnh nhập tịch, mùi hương bát ngát, hào quang sáng ngời. Tăng ni, đạo chúng lại sờ mình thầy dũng mãnh thấy đã viên tịch. Nhìn cây đại thọ trước cửa chùa, cành lá đều ẩn sắc vàng, các thứ chim tụ về kêu nhịp nhàng như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Hơn 3 ngày, bầy chim mới giải tán. Câu chuyện chết cả gia đình. Batakara là con gái một gia đình giàu có ở Xá Vệ. Gia sản lên đến 400 triệu, nhan sắc cô tuyệt đẹp. 16 tuổi được cha mẹ cho ở tầng chót tòa nhà 7 tầng, canh gác cẩn thận. Tuy vậy, cô vẫn thông gian với gia đồng của mình. Cha mẹ đã hứa sẽ gả cô cho một chàng trai đồng giai cấp. Ngày cưới gần kề, cô bảo tên gia đồng hãy tìm cách mang cô khỏi nơi này, nếu thật sự thương yêu cô, và họ đồng ý trốn đi. Đến ngày hẹn, cô dậy sớm ăn mặc dơ bẩn, tóc tai rối bù, còn bết thêm bụi đỏ vào mình. Cầm bình đựng nước, giả bộ ra ngoài kiếm nước để đến chỗ hẹn. Rồi cả hai đi thật xa
đến một làng nọ sinh sống. Chồng trồng trọt, gom củi và lá trong rừng, vợ xách nước, giã gạo, nấu ăn, làm việc nội trợ. Một thời gian sau, cô có mang. Cô muốn về nhà cha mẹ sinh nở để được giúp đỡ, nhưng anh chồng không chịu, sợ họ bắt tội và hành hạ mình. Cô đòi nhiều lần vẫn không được, nên khi chồng vào rừng, cô gửi nhà cho hàng xóm rồi về nhà cha mẹ. Anh chồng trở về hay được, rượt theo bắt cô trở lại. Nhưng đến một nơi cô chuyển bụng, sinh được một bé trai, cả hai lại trở về nhà. Lần sau có mang, cô cũng bỏ về nhà cha mẹ như trước. Anh chồng tìm theo cũng bắt cô trở lại. Trên đường về, bất ngờ một cơn bão lớn thổi tới, mưa như trút, sấm sét không ngừng. Đúng lúc đó cô chuyển bụng. Anh chồng đi tìm cây che chòi cho cô lâm bồn. Thấy bụi cây trên ủ mối, anh ta vừa bẻ xuống thì rắn độc trườn ra cắn chết, thân nóng như lửa, mình mẩy tím ngắt. Patakara đau bụng dữ dội, chờ hoài không thấy chồng trở lại. Rồi cô sanh đứa thứ hai. Cả hai đứa không chịu nổi gió mưa, khóc thét lên. Cô chỉ có cách áp chúng vào ngực, úp mình xuống chịu trận như thế suốt đêm. Toàn thân như không còn chút máu, người như chiếc lá vàng úa. Hừng đông hôm sau, cô lên đường, tay ôm đứa mới sinh đỏ hỏn trong lòng, tay kia đưa cho đứa lớn nắm. Ba mẹ con thất thiểu đi theo đường anh chồng đã đi, và thấy anh nằm chết gần ủ mối. Cô than khóc ai oán rồi đi tiếp. Đến bờ sông Asiravati, nước dâng cao, nhiều chỗ đến thắt lưng. Cô quá yếu không thể lội qua với hai đứa con. Để đứa lớn bên này, cô đem đứa nhỏ qua sông, bẻ một nhánh cây trải đặt nó lên, rồi quay trở lại. Vừa bơi vừa nhìn ngoái lại, đến giữa dòng, cô thấy một con diều hâu xà xuống quắp đứa bé. Cô hốt hoảng xua tay hét lên, "Bay đi, bay đi!" Nhưng nó không nghe vì quá xa và chộp đứa bé bay đi mất. Bên này, đứa con lớn thấy mẹ quơ tay tưởng gọi mình, cũng bò xuống sông, bị nước cuốn mất. Chồng bị chết, đứa con thì bị chim tha đi, đứa thì nước cuốn. Cô quá khổ, thất thiểu cố gắng đi về nhà cha mẹ tại xá vệ. Gặp một người từ trong thành đi ra, cô hỏi thăm về gia đình mình. Ông kia biết, nhưng hình như không muốn nói đến. Cô cứ hỏi riết, buộc ông phải nói sự thật. Là gia đình cô cả nhà bị trận bão hôm qua làm sập đè chết hết. Hàng xóm và thân nhân vừa thiêu họ xong. Khói còn bốc lên trên giàn quả, từ xa vẫn trông thấy. Cô nghe xong quá đau đớn nổi điên ngay, y phục rớt hết mà không hay biết. Cô trần truồng như thuở mới sinh, lang thang khóc lóc thở than. Hai con ta đã chết, chồng ta chết giữa đường. Cha mẹ và anh cũng đã thiêu trên lửa hừng. Ai thấy cô cũng đều la lên, đồ điên, đồ điên, kẻ ném rác, kẻ tung bụi vào cô. Lúc ấy, Thế Tôn ngủ ở Tịnh Xá Kỳ Viên, đang thuyết pháp giữa hàng môn đệ. Ngài trông thấy cô từ xa và biết cô đã viên mãn 100.000 kiếp, tròn lời nguyện và đạt đến cứu cánh. Do đó, Thế Tôn khiến cô đến Tịnh Xá. Các đệ tử la lên đừng để cô điên vào, nhưng Phật bảo cứ để cô đến, rồi nói với cô, "Này cô, hãy tỉnh trí lại đi." Nhờ thần lực của Phật, cô lập tức khôi phục tâm trí. Ngay đó, cô nhận ra y phục mất hết, cảm thấy xấu hổ và sợ tội. Cô vội úp mình xuống đất, một người ném cho cô y khoác. Mặc xong, cô phủ phục dưới chân Phật thưa, "Bạch Thế Tôn, con xin quy y Ngài, nương tựa Ngài. Con có một đứa con bị diều tha, một đứa bị nước cuốn. Chồng con chết, cha mẹ anh em con cũng chết." Phật bảo, "Patakara, đừng phiền muộn. Ngươi đã đến với người có thể là nơi ẩn trú, nơi che chở, nơi nương tựa cho ngươi. Những điều ngươi kể đều đúng cả. Cho đến ngày nay, qua biết bao nhiêu vòng luân hồi, ngươi đã khóc vì mất con, mất người thân, nước mắt rơi nhiều hơn nước bốn biển." Và Ngài nói kệ sau,
nước bốn biển ít hơn so với lệ nước đổ, vì sợ và quẫn trí, tại sao còn phóng dật? Phật giảng giải cho cô hiểu, thân người là giả tạm, có sinh phải có tử, sống là cha mẹ, chồng vợ, anh em, con cháu, chết thì đường ai nấy đi, trong sáu nẻo luân hồi, không ai chịu thay nghiệp quả cho ai. Mỗi người nên nhận thức sự thật của kiếp sống giả tạm này, tinh tấn tu hành để được giải thoát khỏi khổ đau. Nghe Phật giảng giải, cô như người sắp bị chết đuối được cứu vớt, tâm cô trở nên sáng suốt, những khổ đau lắng dịu, liền xin Phật xuất gia, Phật liền đồng ý. Về sau, cô nỗ lực tu hành và cũng chứng được thánh quả. Thật là hạnh phúc cho Patakara. Trong sự khổ cùng cực của cuộc đời, nếu không gặp Phật, cô sẽ ra sao? Quả thật, Phật là một bậc đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của nhân loại. Câu chuyện một việc nhỏ. Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ. Dịp hè, cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những tòa lâu đài trên cát. Bố mẹ của chúng thuê một cái liều ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt. Thế rồi họ chợt trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc sền soàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tóc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, giáo giác nhìn, rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta đi chỗ khác kiếm ăn. Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà cứ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi cụ dừng lại, nhìn thấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười với chúng, nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ ngó đi chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển. Trong lúc nói chuyện với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai, và họ sững sờ. Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải mảnh chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đứa bé bị bệnh uốn ván. Từ dạo ấy thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cụ cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm nhặt những mảnh chai, những mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắt. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhoe. Ồ, tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi. Nghe xong câu chuyện, người chồng vội chạy ngay xuống bãi biển, mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành. Nhưng bà cụ đã đi xa rồi, bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống. Câu chuyện lòng lành đổi tướng thay tên. Người thọ âm dương của trời đất và khí huyết của cha mẹ mà sinh ra, từ bậc phu quan cho đến bậc dân giả cũng đều như nhau cả. Nhưng trong đó, mái tạo hóa có phân biệt khác nhau là cái tướng, bởi vậy nên người tuy đông mà không ai giống ai hết. Tướng ấy thể hiện người sang, hèn, giàu khó, yểu thọ, ngai gian, vân vân. Hễ hình hài mang lốt tướng nào thì vận sự thành theo bậc ấy, không khi nào sai. Hồi đời vua Vĩnh Lạc, nhà Minh bên Tàu, có một người tên là Trịnh Hưng Nhi, coi cút một mình, không cha mẹ bà con chi hết. Chàng bèn đến dinh quan Bộ Lan là họ Vương, xin ở hầu sai khiến. Được nửa năm, ông thấy chàng mới 17 tuổi,
mà thật thà, siêng năng và cung kính, nên ông đem lòng thương, không cho làm việc nặng, để ở trên nhà khách lau dọn bàn ghế và sai khiến trong khi có khách, hoặc trà nước, hoặc cơm rượu mà thôi. Ngày kia, phu nhân bệnh nặng, thuốc thang đã nhiều mà không thấy công hiệu, trong khi quan bộ lang lo buồn, thình lình có khách là ông Viên Thượng Bửu đến thăm. Nguyên ông này tên là Trung Kiệt, làm chức Thượng Bửu Tư Thừa, là con của ông Viên Liễu Trang, cha con tướng thuật như thần, tại xứ Kinh Kỳ ai cũng kính phục. Khi chủ khách ngồi yên, ông Thượng Bửu ngó qua bộ lang và nói rằng: "Ngày sau mà khí trệ, chắc là bữa quyến có bệnh không yên. Nhưng cái tướng này không phải ở trong sinh ra, thật ở ngoài mà đến, hoặc có chỗ tránh được cũng chưa biết chừng." Quan bộ lang vẫn biết ông Thượng Bửu thần tướng, nay xem tướng mình lại đoán trúng việc nữa, nên ông muốn hỏi cho cặn kẽ, nhưng chưa kịp hỏi. Kế tiếp, Trịnh Hưng Nhi bưng khay trà lên mời hai ông uống, rồi trở xuống nhà sau. Ông Thượng Bửu thấy Trịnh Hưng Nhi, bèn nói nhỏ với quan bộ lang rằng: "Trò nhỏ pha trà đó là người chi trong nhà?" "Nó là đứa ở của tôi, ngài hỏi có việc gì không?" "Quý quyến của ngài hay sinh bệnh là bởi tại trò đó có cái tướng phòng chủ. Nếu nó ở lâu với ngài thì sợ trong nhà phải hao người. Vậy ngài cũng liệu mà cho nó ra khỏi nhà thì tự nhiên sẽ bình an." "Hèn chi, từ khi nó đến ở với tôi tới nay, ước chừng được 5-6 tháng, trong nhà tôi đau ốm luôn luôn, không ngày nào toàn mạnh, nhưng nó tánh nết dễ thương, tôi đâu nỡ đuổi đi." Khi ông Thượng Bửu ra về, quan bộ lang đem lời ý thuật lại. Phu nhân nghe xong, liền bảo ông hãy mau cho nó đi. Ông sợ trái ý vợ mà thêm bệnh, bất đắc dĩ ông phải kêu Hưng Nhi vào cho 10 quan tiền, rồi bảo đi nơi khác ở. Hưng Nhi khóc lóc thưa rằng: "Con không có khi nào trái ý chủ, mà nỡ nào lại đuổi con?" Ông bộ lang bèn đem việc ông Thượng Bửu xem tướng mà thuật lại. Chàng biết thần tướng đã nói như vậy, không thể nào ở được, liền lại ông bà rồi ra đi. Quả nhiên, khi chàng ra khỏi nhà, phu nhân bắt đầu mạnh dần, rồi từ ấy về sau trong gia đình yên ổn. Những người trong nhà của quan bộ lang thấy ông Thượng Bửu nói tướng của Hưng Nhi như vậy thì đều giụm năm giụm bảy, luận nọ bàn kia, một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, làm cho cả kinh thành ai cũng hay biết việc ấy cả. Chàng Hưng Nhi ra ngoài đường lững thững không biết đi đâu. Trời vừa tối, chàng vào trong am Quan Âm, nằm trước mái hiên, lăn qua trở lại ngủ không được. Chàng bèn than thở rằng: "Người ta có cha mẹ bà con, lại giàu sang tướng tốt, còn mình đã tứ cố vô thân, lại có cái tướng hại chủ. Nay không tội mà bị đuổi, thì ai còn chịu làm chủ mình nữa, chi bằng chết cho mát thân còn hơn." Chàng suy đi nghĩ lại như vậy rồi mệt sức ngủ quên. Bỗng thấy một người tay cầm nhành lá ở trong am bước ra, đứng ngay trên đầu chàng. Chàng bèn lật đật ngồi dậy, thì bà ấy lấy nhành lá chỉ ngay nơi mặt chàng mà nói rằng: "Con chớ nên tự tử, vì con tuy có tướng xấu mà lòng con tốt, cũng có ngày con được nên thân." Bà ấy nói mấy lời như trên đó, liền bước vào trong am. Kế đến Hưng Nhi giật mình thức dậy, mới biết là Điềm Chiêm Bao. Sáng ngày, chàng nhớ điềm mộng ấy, không dám tính tới việc chết nữa, cố lo tìm đến các vinh quan hoặc các nhà giàu sang mà xin ở hầu hạ. Nhưng đáng thương thay, ai nấy nghe đến tên Hưng Nhi cũng đều làm ngơ, không chịu cho chàng ở. Chàng đi tối ngày cũng về am Quan Âm mà ngủ trọn nửa tháng trường như vậy. Lúc ấy, 10 quan tiền của quan bộ lang cho, chàng đã tiêu xài hết rồi, nên chàng bối rối trong lòng, không biết tính làm sao để sống cho qua ngày tháng. Một đêm nọ, chàng nằm thao thức, nghĩ rằng: "Nửa tháng nay mình đi đến chân thành mà chẳng có một người dung nạp.
Vậy mai đây mình phải ra khỏi chân thành mà tìm kiếm, họa mai có gặp mối chăng? Sáng ngày chàng thức dậy, vừa ra khỏi cửa thành thì lại muốn đi đại tiện. Chàng liếc xem bốn phía, thấy nơi bờ thành có hai dãy nhà cầu. Dãy bên tả thì đàn ông lui tới không dứt, còn dãy bên hữu thì đàn bà cũng ra vào liên tiếp. Chàng nhắm dãy bên tả đi vào, lựa một căn trống bước tới, liền ngồi đại tiện. Khi đứng dậy ngó lên nóc nhà thì thấy một gối bằng vải đen móc toàn ten. Chàng lấy làm lạ, liền với tay móc gối xuống. Biết nặng nhưng chưa biết vật chi ở trong, bèn đem ra chỗ vắng mở lớp vải ở ngoài. Thấy có 300 lượng bạc gói trong 30 gói bằng giấy xanh. Khi mới thấy bạc ấy, chàng mừng rỡ mà nghĩ rằng: hay cho ta, bữa nay hết tiền, mai lại được bạc nhiều như thế, còn lo chi là nghèo và sợ chi là bị đuổi. Nhưng chàng lại nghĩ rằng: củ này chắc là kẻ đi đại tiện bỏ quên, như người khách thương giàu có mà bỏ quên gói bạc này, dù có mất đi nữa thì họ còn bạc khác, ta có lấy luôn cũng không hại chi. Nhưng người thiếu hụt phải đi vay mượn hoặc bán đất vườn để lo việc công danh hay làm việc cực khổ, mà ta lấy đi thì hại cho gia đình và tánh mạng của họ lắm. Huống chi trời cho ta mạng cùng cực, làm đầy tớ cũng còn chưa yên, lại có phước đức đâu mà hưởng của sẵn này. Chỉ có đem trả cho người là phải. Đã chẳng hổ với lương tâm, lại khỏi hại đến công việc của người, mà cũng không trái ý trời nữa. Chàng hưng nhi nghĩ như vậy, liền xách gói bạc đến gần nhà cầu. Lựa khi người ta không thấy, bèn moi đất vùi lấp gói bạc xuống, rồi ngồi gần một bên, chăm ngó vào nhà cầu mãi, xem có ai đến kiểm hay không. Chàng ngồi một chập lâu, bèn thấy một người đàn ông hớt hải chạy đến, vào căn cầu này qua căn cầu khác, luôn hết cả dãy cầu bên tả, rồi ra đứng ngoài. Tay thì bứt tóc trên đầu, miệng thì nói rằng: thế này thì tôi phải chết, còn sống mà làm chi? Hưng Nhi thấy người ấy hớt hải và nghe mấy lời than thở như thế, thì biết chắc là người đi kiếm gói bạc. Chàng liền lên tiếng kêu rằng: ơ, anh kia, có việc chi cần kiếp, lại đây nói cho tôi biết, quả mai tôi có thể giúp đỡ được gì không? Người ấy nghe kêu liền chạy lại nói rằng: em ơi, thời vận của tôi thật xui, nguyên chủ tôi giao bạc cho tôi đem đến kinh mà lo sự thăng quan. Đêm qua ngủ tại tiệm cơm gần cửa thành này, vì phòng ngủ không được chắc chắn nên tôi thức cả đêm. Sáng ra tôi đến nhà cầu này, lại móc gói bạc nơi cái đinh lớn, rồi đi tôi bỏ quên lại đó. Bây giờ tôi biết lấy chi mà lo, và khi về biết nói lời chi cho khỏi tội, nên tôi muốn liều mình tự tử cho rồi. Hưng Nhi hỏi rằng: chủ của anh làm quan chi, còn anh là người chi của chủ, họ tên là gì, xin cho tôi biết, rồi tôi sẽ giúp cho. Người ấy liền nói: chủ của tôi là Trịnh Hùng, làm quan chỉ huy tại phủ Hoài An, còn tôi đây họ Trương, chủ cho làm chức đô quản, và người ta thường kêu tôi là Trương đô quản. Nếu như em biết ai lấy gói bạc đó thì nói giùm cho tôi xin lại, ơn ấy tôi không dám quên. Hưng Nhi lại hỏi nữa rằng: gói bạc của anh được bao nhiêu và hình dáng cái gói ra sao, anh nói cho tôi nghe thử. Người ấy đáp rằng: ở ngoài gói bạc bằng vải đen, bên trong có 300 lượng bạc gói bằng giấy xanh, mỗi gói là 10 lượng. Hưng Nhi cười rằng: chính em đây lượm được gói bạc ấy nên ngồi đợi anh mà trả lại. Chàng nói vừa dứt lời, liền moi đất xách gói bạc lên đưa cho người ấy. Đô quản thấy gói bạc của mình thì rất mừng, bèn mở ra đếm lại, y nguyên không thiếu một lượng nào, rồi đứng dậy vòng tay thưa rằng: em nhỏ người mà đức lớn, tôi xin kính lại 50 lạng để đền ơn. Hưng Nhi nói rằng: nếu như em muốn lấy gói bạc đó thì em đã đem đi mất rồi, cần gì phải ngồi đây đợi anh làm chi? Xin anh chớ nên làm hư cái tâm thật của em. Trương Đô Quảng hỏi rằng: em nhà cửa ở đâu, tên họ là chi, xin cho tôi biết, phòng sao tôi tìm đến mà đáp tình.
Em tên là Trịnh Hưng Nhi, 17 tuổi, mồ côi từ thuở bé, không cha mẹ, không bà con, không nhà cửa gì hết. Em đừng ở đầy tớ cho quan bộ lang, bị thầy tướng nói em có tướng hại chủ, nên em bị đuổi đi, hơn nửa tháng này không chỗ nương tựa. Đô quản nghe nói thì động mối thương tâm, bèn nói rằng: Em lương cơn cùng cực mà thấy của không tham, thật là lòng dạ thánh hiền, dẫu người xưa cũng không bị kịp. Thôi, em không cần đi đâu làm chi, cứ theo tôi vào quán ăn uống và nghỉ ở đó với tôi. Sáng ngày mai em giữ giùm hành lý, còn tôi thì vào các dinh quan mà lo công việc. Đến chừng xong rồi, tôi sẽ dẫn em về Hoài An, thưa cho chủ tôi biết. Vả lại, chủ tôi cũng đồng họ với em, có lẽ em sẽ được việc tốt. Nếu chủ tôi không dùng em, còn tôi đây làm chức đô quản, có thể nuôi em 5-3 năm cũng được. Hưng Nhi nghe nói rất mừng, kế hai người dắt nhau vào quán ăn uống nghỉ ngơi. Sáng ngày, Hưng Nhi ở nơi quán mà giữ hành lý, còn đô quản thì vào bộ binh lo việc thăng bộ cho chủ mình là Trịnh Hùng xong, rồi trở lại chỗ nghỉ mà dẫn Hưng Nhi về xứ. Khi đến Hoài An, đô quản để Hưng Nhi đứng ngoài cửa ngõ, còn chàng vào bẩm các việc tại kinh cho chủ hay. Quan chỉ huy nghe nói rất mừng, bèn thốt rằng: Nay ta được thăng chức du kích tướng quân là cũng nhờ ngươi thông thạo mới được việc. Đô quản bẩm rằng: Không phải nhờ tôi, thật là nhờ một vị cứu tinh. Nếu không có vị cứu tinh đó thì chẳng những chủ đã không được quan chức mà tánh mạng của tôi cũng không còn. Ông du kích hỏi rằng: Vị cứu tinh nào đó? Đô quản liền kể hết việc mất bạc nhờ Hưng Nhi lượm được rồi trả lại. Ông du kích nói: Sao không mời về cho ta đền ơn? Đô quản bẩm rằng: Tôi có dắt người ấy về nhưng còn đứng ngoài cửa ngõ. Ông du kích lật đật ra ngoài dắt vào nhà khách mời ngồi, nhưng Hưng Nhi không dám, cứ xin để cho chàng đứng hầu mà thôi. Sao chàng bị mời ép 2-3 phen nên phải kéo cái ghế ngồi lùi ra sau. Ông du kích nhìn xem tướng mạo của Hưng Nhi, biết không phải là người hà tiện, liền nói rằng: Người họ Trịnh, còn ta đây cũng họ Trịnh, tuổi gần 50 mà vợ chồng không con. Ta muốn nhận ngươi làm con, phòng ngày sau nối dòng họ Trịnh, không biết ngươi có vui lòng chăng? Hưng Nhi lẩm bẩm: Phận con hèn hạ, nếu quan lớn thương con, cho ở để sai khiến, thì cái ơn ấy đã lớn lắm rồi, có đâu dám mong đến sự làm con. Ông du kích nói rằng: Không phải như vậy đâu, ngươi là một vị ân nhân của ta. Quý vị đang nghe câu chuyện Phật giáo, Người Thợ Dệt. Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá Vệ, trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Trong thành có một người thợ dệt tên là Tu Ma, nhà rất nghèo túng, chỉ chuyên dệt thuê cho người khác lấy tiền công. Người ấy làm bữa nào ăn bữa nấy, chẳng dành dụm gì được, bèn tự nghĩ rằng: Ngày trước chắc ta không làm việc bố thí, nay mới bần cùng khốn khó thế này. Nếu giờ đây cũng không biết bố thí, làm việc lành tạo phước về sau, chắc rồi cũng không khỏi sự nghèo khổ bần cùng mãi mãi. Này có Đức Thế Tôn tại thế, ta nên cố gắng cúng dường cho Ngài ít nhiều để tạo chút phước đức về sau. Nghĩ như vậy rồi, một hôm nhân dệt vải cho ông trưởng giả kia được một mảnh vải thừa. Trên đường mang về nhà thì gặp Phật với chư tỳ kheo đang đi khất thực trong thành. Ông liền đến trước Phật lễ bái, phát tâm cúng dường mảnh vải ấy. Phật thấy người thợ dệt nghèo ấy phát tâm cúng dường một mảnh vải thì liền đưa chỗ rách lên tấm y của Ngài ra. Khi ấy, do thần lực của Phật, tấm vải bỗng nhiên bay đến đắp vào chỗ rách, làm cho tấm y lành lặn như mới. Người thợ dệt thấy Phật hiện phép thần biến nhiệm màu như vậy thì sanh lòng kính ngưỡng, tin sâu Tam Bảo. Ông liền chí thành lễ Phật rồi đọc một bài kệ để tỏ bày tâm nguyện lớn lao của mình. Kệ rằng: Của cúng dường tuy ít, gieo vào ruộng phước lớn. Nay cúng dường Thế Tôn, nguyện sau này thành Phật, độ hết thảy chúng sanh, số lượng nhiều vô kể. Thế Tôn oai đức lớn, xin chứng tri việc này.
Khi ấy, Phật liền đọc kệ đáp lại rằng: Ông nay cúng dường ta, lòng thành kính bố thí, ngày sau sẽ thành Phật, danh hiệu là Thập Viên, mười phương đều nghe biết, độ vô số chúng sanh. Người thợ dệt phát nguyện rồi, Đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng: Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho chúng con được biết. Phật nói: A Nan, ông có nhìn thấy người thợ dệt nghèo tên Tu Ma đây phát tâm cúng dường mảnh vải cho ta, rồi phát lời nguyện lớn sẽ thành Phật chăng? A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật dạy: Ông Tu Ma đây cúng dường ta một mảnh vải, về sau sẽ thành Phật, hiệu là Thập Viên, hóa độ chúng sanh nhiều vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng tin nhận. Câu chuyện người bệnh nặng. Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá Vệ cùng với chư tỳ kheo trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Tại thành Xá Vệ có một ông trưởng giả tên là Bà Trì Gia, giàu có nhưng tâm địa cực ác, thường chẳng thân thiện gần gũi với ai. Tuy vậy, ông lại có lòng kính ngưỡng phụng sự sáu thầy ngoại đạo. Ngày kia ông mắc bệnh trầm trọng, không có ai chăm sóc thuốc thang, mạng sống rất nguy kịch. Ông liền tự nghĩ rằng: Ta này thọ bệnh, khốn khổ cùng cực như thế này, nếu ai có thể cứu được mạng sống của ta, ta sẽ trọn đời hầu hạ phụng sự người ấy. Ông lại nghĩ tiếp rằng, chỉ có Phật Thế Tôn mới có thể cứu được mạng ta mà thôi. Nghĩ như vậy rồi, liền sanh lòng khát ngưỡng, mong mỏi được thấy Phật. Đức Phật thường lấy tâm đại bi ngày đêm quan sát hết thảy chúng sanh, thấy biết những ai đang gặp khổ não thì Ngài hiện đến tùy duyên cứu giúp, thuyết pháp cho nghe khiến được hoan hỷ thân tâm. Nếu đang đọa trong nẻo ác cũng khiến cho lìa khỏi đó mà sinh vào chốn trời người được thành đạo quả. Khi ấy Phật nhìn thấy ông trưởng giả đang khốn khổ vì bệnh tật, không có ai chăm sóc nuôi dưỡng. Ngài liền phóng hào quang chiếu đến nơi thân người bệnh, khiến cho thân thể được khoan khoái mát mẻ, tâm liền tỉnh ngộ, vui mừng khôn xiết. Ông trưởng giả Bà Trì Gia khi ấy liền phủ phục lễ bái quy vọng về hướng Phật. Lúc đó, Đức Thế Tôn biết rằng thiện căn của Bà Trì Gia đã thành thục, có thể được giáo hóa. Ngài liền hiện đến nơi nhà ông trưởng giả này. Khi ấy, ông liền vùng dậy, chắp tay cung kính đón Đức Phật lên chỗ ngồi. Đức Phật hỏi Bà Trì Gia: Ông nay chịu bệnh khổ, có biết ở nơi đâu không? Ông đáp rằng: Con nay chịu khổ não ở cả nơi thân và tâm. Đức Phật liền nghĩ: Ta từ nhiều kiếp đến nay, từng tu hạnh từ bi, nguyện trị lành tất cả bệnh khổ nơi thân và tâm của chúng sanh. Bây giờ, Đế Thích biết được ý nghĩ của Phật, liền bay đến Hương Sơn, lấy loại cỏ thuốc tên là Bạch Nhũ, mang về dâng lên cho Phật. Phật nhận cỏ thuốc, rồi trao cho Bà Trì Gia, bảo uống hết vào. Bệnh liền được khỏi, thân tâm khoái lạc. Ông này, đối với Phật, sanh lòng tin phục gấp bội phần, liền vì Phật và chư tỳ kheo tăng mà chuẩn bị các món ăn ngon lạ để cúng dường. Xong lại dùng một chiếc áo tốt rất đẹp đẽ, giá trị 5.000 lượng vàng mà dâng cúng. Ông lại phát nguyện lớn rằng: Nhờ công đức cúng dường Phật và chư tỳ kheo tăng, nguyện cho tôi về sau cũng trị được các bệnh khổ nơi thân và tâm của tất cả chúng sanh, làm cho được an lạc giống như ngày nay Thế Tôn đã trị dứt bệnh khổ nơi thân và tâm của tôi, làm cho được an lạc. Khi ông phát nguyện như vậy rồi, Đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng:
Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Này vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho chúng con được biết. Phật bảo, A Nan, ông có nhìn thấy người trưởng giả đây sau khi khỏi bệnh, phát tâm cúng dường ta và chư tăng hay chăng? A Nan thưa, Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật nói, về sau người này sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, rộng độ chúng sanh vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng tin nhận. Câu chuyện Một Cành Hoa. Lúc ấy, Đức Phật ở gần thành Xá Vệ, trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Khi chưa gặp Phật, vua Ba Tư Nặc theo ngoại đạo thường cúng dường và nguyện vái các vị thiên thần ngoại đạo. Đến khi Phật thành chánh giác, muốn hóa độ vua Ba Tư Nặc, nên mới đáp y mang bát đến chỗ vua mà khất thực. Vua nghe biết Phật đi đến, liền ra nghênh đón. Thấy Phật oai nghi rực rỡ, hào quang rạng chiếu, lòng sinh ra hoan hỷ, khoái lạc vô cùng. Liền thỉnh Phật ngồi, rồi sai người bày biện đủ các thứ món ngon vật lạ mà cúng dường Phật. Phật thọ lễ cúng dường xong, liền vì vua Ba Tư Nặc mà thuyết pháp, khiến vua sinh tâm tín phục, kính ngưỡng Phật pháp mà lìa bỏ việc thờ cúng ngoại đạo thiên thần. Từ đó về sau, vua hết lòng mộ đạo, mỗi ngày lễ Phật đến 3 lần. Một hôm, người giữ vườn cho vua cắt được một cành hoa đẹp trong vườn, liền mang ra phố. Một người ngoại đạo trông thấy hỏi rằng, này ông bán cành hoa ấy không? Người làm vườn đáp, bán. Người kia liền bước tới, trả giá định mua. Bỗng có ông trưởng giả Tu Đạt đến, cũng muốn mua nên trả giá cao lên gấp đôi. Người ngoại đạo không chịu thua, cũng tăng giá lên nữa. Hai người đều quyết lòng mua cho được cành hoa nên trả giá dần đến 100.000 lượng vàng. Người làm vườn khi ấy tự nghĩ rằng, ông trưởng giả Tu Đạt đây không phải là người nông nổi, nay ông ấy quyết lòng mua như vậy chắc có duyên cớ gì đây. Nghĩ như vậy liền mới hỏi người ngoại đạo rằng, tại sao ông trả giá cao đến như vậy? Người kia đáp, tôi quyết mua tặng để dâng cho thần Na La Diên. Lại quay sang hỏi ông trưởng giả Tu Đạt, ông nói, tôi quyết mua để cúng dường Phật. Người làm vườn nghe vậy hỏi, Phật là ai vậy? Ông trưởng giả Tu Đạt liền giảng nói tận tường công đức của Đức Phật Thế Tôn. Người làm vườn nghe rồi phát nguyện rằng, dẫu 100.000 lượng vàng, nay tôi cũng quyết không bán nữa, chỉ để tự mình mang đến cúng dường Phật. Ông Tu Đạt nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, liền đưa người làm vườn đến chỗ tinh xá của Phật. Người làm vườn nhìn thấy Đức Thế Tôn trang nghiêm rực rỡ với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng ngời, liền dâng cành hoa lên trước Phật để cúng dường. Nhờ sức thần của Phật, cành hoa liền hóa thành một lọng hoa lớn che bên trên Phật. Người giữ vườn nhìn thấy phép màu ấy, liền phủ phục xuống, chí thành lễ bái Phật và phát lời nguyện lớn rằng, nhờ công đức cúng dường cành hoa ngày hôm nay, trong đời vị lai tôi nguyện sẽ có thể vì những chúng sanh mù lòa mà cứu giúp cho được sáng mắt, vì những chúng sanh quy y Phật mà độ cho quy y. Tôi sẽ làm cho những chúng sanh không người cứu hộ sẽ được cứu hộ, những chúng sanh không được an ổn sẽ được an ổn, những chúng sanh chưa nhập Niết Bàn sẽ được nhập Niết Bàn. Khi người ấy phát nguyện rồi, Đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang 5 sắc, bay quanh Phật 3 vòng, rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng, Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ. Nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho được biết. Phật bảo A Nan, ông có nhìn thấy người giữ vườn dâng cành hoa cúng dường ta chăng? Nhờ công đức ấy, trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp nữa, người này sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Thạnh, hóa độ chúng sanh nhiều vô số. Vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này xong, thảy đều vui mừng, tin nhận.
Câu chuyện Một Hồi Thề. Lúc ấy, Phật ở gần thành Xá Vệ, trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. Tại thành Xá Vệ có hai vị phạm chí, một rời tinh sâu pháp Phật thường ca ngợi tán thán công đức của Đức Như Lai là cao quý nhất, trong ba cõi chẳng ai bằng được. Người kia thì lạc theo tà kiến, tôn sùng các vị sư ngoại đạo như Phú Lăng Na, cho rằng các sư ngoại đạo này là cao quý hơn hết, chẳng ai bằng được. Người tin theo nhóm ngoại đạo Phú Lăng Na bảo rằng, các vị thầy như Phú Lăng Na có thần lực cao trỗi hơn Phật nhiều. Người tin theo Phật bảo rằng, Đức Phật Thế Tôn là đấng giác ngộ hoàn toàn trọn vẹn, có thần lực cao trỗi nhất, hai người chẳng ai nhường ai, tranh cãi mãi không dứt. Bấy giờ, hai người này tranh cãi nhau rất kịch liệt, ai cũng cho là mình nói đúng. Có người đem chuyện ấy nói đến tai vua Ba Tư Nặc. Vua liền cho triệu cả hai người đến mà hỏi nguyên do. Cả hai đều nói rằng vị thầy mà mình tin theo là có thần lực cao trỗi hơn hết. Vua liền phán, mỗi người trong các ông đều tự cho mình là đúng, không thể phân xử được. Nay ta ra một kỳ hạn là 7 ngày, sẽ lập một hội thề mà thử nghiệm xem ai nói đúng. Nơi hội thề đó, mỗi người sẽ tự đốt hương, dâng hoa và rẫy nước mà thỉnh nguyện bậc thầy của mình đến dự hội. Hai vị phạm chí nghe vua phán rồi đều lui về lo sắm lễ vật hương hoa. Đúng 7 ngày, vua Ba Tư Nặc truyền tụ họp dân chúng số đông đến muôn ngàn người cùng đến chứng kiến. Khi ấy, trước mặt dân chúng, hai vị phạm chí liền cùng nhau lập nguyện mà khấn cùng vị thầy mà mình tin theo. Vị tin theo các sư ngoại đạo như Phú Lăng Na bước ra trước, đốt hương, tung hoa và rẫy nước lên không trung, nguyện rằng nếu quả Phú Lăng Na với mấy vị giáo chủ kia là cao hơn hết, thì nguyện cho hoa, hương với nước này bay đến chỗ các vị, khiến cho các vị biết được ý nguyện của tôi mà đến dự hội này. Nếu như các vị chẳng có thần lực gì thì khiến cho các hương hoa lễ vật này vẫn ở yên ở nơi đây. Người vừa dứt lời thì hoa rơi trên đất, hương tắt lửa và nước đổ xuống đất hết. Mọi người ai nấy chứng kiến như vậy liền nói với nhau rằng Phú Lăng Na với mấy ông thầy ngoại đạo kia thật chẳng có thần lực chi cả, lâu nay uổng nhận sự cúng dường của nhân dân trong nước. Lúc bấy giờ, vị phạm chí tin Phật mới bước ra trước chúng hội, lấy hương hoa và nước sạch mà tung lên không trung, nguyện rằng nếu đấng Như Lai thật có thần lực, xin cho các thứ hương hoa, nước sạch này đều bay đến chỗ của Ngài, khiến cho Ngài biết được ý nguyện của tôi mà đến dự hội này. Phát nguyện vừa xong, khói hương liền bay tỏa ra khắp thành Xá Vệ. Những hoa mà người tung lên cũng bay lên không trung, hóa thành một cái lọng hoa lớn, bay thẳng đến chỗ Phật, che bên trên Phật. Nước rẫy trên không trung cũng hóa thành trong suốt như lưu ly mà bay đến, rưới xuống trước chỗ Phật. Rồi Đức Thế Tôn với chúng tỳ kheo đều hiện lại trước chúng hội. Bây giờ mọi người ai ai cũng trông thấy, khen là việc chưa từng có. Thầy đều sinh lòng tin sâu nơi Phật Pháp, lìa bỏ không còn tin theo các thầy ngoại đạo nữa. Vị phạm chí ấy thấy lời nguyện của mình được thành tựu, liền phủ phục lễ bái trước Phật, phát lời nguyện lớn rằng nhờ công đức dân hương hoa cúng dường hôm nay, trong đời vị lai, tôi nguyện sẽ có thể vì những chúng sanh mù lòa mà cứu giúp cho được sáng mắt, vì những chúng sanh quy y Phật mà độ cho quy y, những chúng sanh không người cứu hộ sẽ được cứu hộ, những chúng sanh không được an ổn sẽ được an ổn, những chúng sanh chưa nhập Niết Bàn sẽ được nhập Niết Bàn. Khi vị ấy phát nguyện rồi, Đức Phật liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai hàng lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc, bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng, Như Lai là đấng tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ, nay vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười, xin giảng giải cho được biết. Phật bảo A Nan, ông có nhìn thấy vị phạm chí này dâng hương hoa cúng dường ta chăng? A Nan thưa, bạch Thế Tôn con đã thấy. Phật nói,
vị phạm chí này trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp nữa sẽ thành Phật hiệu là Bất Động, hóa độ chúng sanh nhiều vô số, vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười. Các vị tỳ kheo nghe Phật thuyết xong nhân duyên này, thảy đều vui mừng, tin nhận. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.